Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân mắt nhìn cuộc đời Canada, kính thưa gia đình cô Xuân Đào, thì hôm nay nhóm thiện nguyện của cao công trai cầu thiện mắt nhìn cuộc đời Bến Tre cũng như ban trị sự Phật giáo hảo xã Thành Thái A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, thì được biết hôm trước đây thì có anh em chị em ở địa phương nơi đây là ở xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, thì đã giới thiệu gia đình nơi đây thì em này thì có hai người con đều bị bẩm sinh từ khi sanh ra đến giờ. Đây em này là em Quỳnh Văn Thoại là 21 tuổi. 21 tuổi, sinh 2021 tuổi. 21 tuổi. 21 tuổi. Em 21 tuổi. Thì hôm nay thì được sự tài trợ của cô Xuân Đào, thì nhóm thiện nguyện của cao đến nơi đây trao lại cho em lần thứ hai. Lần thứ hai cho em. Thì đây là em Thoại cả nhà. Em Thoại thì bẩm sinh từ mẹ sinh ra đến giờ nay 21 tuổi, là 21 năm rồi y vậy. Thì đó, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm, muốn té, muốn nghiêng gì thì tự em. Còn hai cái tay của em đeo cái găng tay này á là bị tại móc, vì em móc, môi móc mặt mày lỡ móc mắt móc lỡ hết trơn à. Thì nên vậy á, nó môi móc vậy á, bây giờ phải đeo găng tay cho em. Chứ ngay nó móc cái nó móc bị hết trơn. Thì tự nó móc của nó thôi, dò cẳng nó cũng vậy, nó tự móc. Thì kính thưa quý nhà tâm mạnh thường quân, thì xem qua được biết em Quỳnh Văn Hoài, Quỳnh Văn Thoại, Quỳnh Văn Thoại, này Quỳnh Bảo Lam, thì 15 tuổi, thì Bảo Lam thì quậy cũng đã xong rồi, giờ đến giờ ngủ rồi, thì Bảo Lam thì đang ngủ, còn em Thoại thì đang quậy lung tung đây. Thì kính thưa quý nhà tâm, quý mạnh thường quân, thì hôm trước mình đã đến tặng một phần quà rồi là 1 triệu đồng, hai em là 2 triệu đồng. Thì hôm nay nhóm thường nguyện quốc cao được sự tài trợ từ gia đình cô Xuân Đào, thì đến nơi đây gửi trao lại cho 1 triệu đồng. Đây phần này thì trao cho em Bảo Lam, thì được sự hỗ trợ từ mắt nhìn cuộc đời Canada, thì phần này hỗ trợ cho em Bảo Lam. Thì kính thưa cả nhà, thì mình cũng quay qua sơ qua, thì quý cô chú anh chị em thì cũng đã biết em Quỳnh Văn Thoại đây cũng đã mới chụp rồi vôi hình. Thì kính thưa cả nhà, thì em ơi, em là cha của em này, em giới thiệu họ tên em này giùm em. Là Quỳnh Văn Tiến. Hả? Em này Quỳnh Văn Thoại, cha Quỳnh Văn Tiến. Em là Quỳnh Văn Tiến. Dạ. Con là Quỳnh Văn Thoại. Dạ. Thì hôm trước thì nhóm thường nguyện đến trao hai em, em Thoại và em Lam. Dạ. Thì hai em là 2 triệu đồng. Dạ. Thì hôm nay được sự tài trợ từ gia đình của cô Xuân Đào. Dạ. Thì nhóm thiện nguyện của Úc Cao. Dạ. Đã đến ở đây trao tiếp cho em Lam thì 1 triệu đồng nữa. Dạ. Thì em có gọi lời cảm ơn nhà hảo tâm mạnh thường quân gì không? Dạ. Em cũng tiếng cao là gửi lời cảm ơn nhà hảo tâm chúc cho em vượt qua cái gì đó khổ trong cái hẳn nghèo này. Dạ. Bây giờ em có nhu cầu gì em cứ nói lên em. Lúc em có nhu cầu nhà hảo tâm này, cái đích nó vậy nè, mà em khoảng 3 triệu anh đi tư á. Kính thưa quý cô chú, quý nhà tăng mạnh thường quân, không có tiền thì em Thoại á, thì cái thành tích của em lết á, nó bị lỡ quá nhiều, bị nhiễm ngủ thuốc em hết, nó bảo hiểm không hết, gây uống bảo hiểm thì không hết nha, không hết nên đi tư đi chơi. Mong quý cô chú, nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý anh chị em xem qua thì được biết thì gia đình có nhu cầu xin khoảng 3 triệu để đưa em đi điều trị, bởi vì em uống thuốc trong bảo hiểm mà đã không hết thì em lết tối ngày vậy á, quý cô chú anh chị em. Thì thấy rất là đau đớn, rất là khổ. Mà điều kiện gia đình thì vợ đi mần hàng ngày nuôi hai con và chồng, và thêm một mẹ chồng ngoài 80 tuổi cũng rất là khó khăn. Thì gia đình không có tiền chữa trị cho em Thoại. Thì kính mong quý cô chú nhà hảo tâm mạnh thường quân, quý anh chị em cũng như gia đình cô Xuân Đào, thì có điều kiện thì hỗ trợ cho em xin 3 triệu để em Tiến xin 3 triệu để chữa trị cho em Thoại. Thì kính mong quý cô chú nhà hảo tâm mạnh thường quân xem qua được biết thì hỗ trợ giùm. Dạ. Thì xin thay mặt gia đình cảm ơn
cô Xuân Đào thì đã hỗ trợ cho em 1 triệu đồng. Thì mình mến chào cả nhà, chúc cả nhà vui khỏe và an lạc. Em chào, em cảm ơn nhà cô Xuân Đào hỗ trợ cho em, với anh Nốt cũng giúp đỡ cho em. Rồi em chào cả nhà.